quá. Khu chợ này á mọi người, mấy năm trước rồi. How many years ago we started here? Before COVID. 4 gì ạ? 4 à. Ờ. Không thông tin là lãng phí đây, cô nhắc cô nhắc. Chợ này mọi người 4 phải là 4 5 năm trước là tụi mình ghé đây ăn cái gì? Burger, hamburger 5 bạc. Hamburger có. Hamburger 5 bạc. Mày bị hết rồi. Nó sale rồi. Chỗ này. Mẫu vậy. Cô gọi nó à? Cái lúc con ăn uống ô lì này, mẹ uống nước, mẹ nít nước. Ui cá to nè. Yêu anh có hả? Yêu con. Ừ. Ê, ăn chuối này chuối nó ngon nữa. Ừ. Ăn chuối đi, ăn chuối. Không rời á. Không á. Cá quay bị sao vậy? Mình ha, chắc là thôi như vậy luôn ha. Thì nó 20. Cứ bán này đi. Phải lô nó. Cái đó thế nhiệt rồi nè. Cái nhiệt rồi ơi. Đường đường nhiều nè. Quy nó ăn nó ăn đường nhiều á. Ờ. Cái này. Cái này nè. Cái này á. Thật thiệt thà phải không cỏ. Ồ. Ừ, cái này ngon rồi đó ha. Chén miệng. Ờ ăn ngon the mountain nó xong. Chín nè. 25 bạc. Ừ. Ôi da. Nó bỏ thôi. Chơi mày đành mày. Cảm ơn ha. Cảm ơn ha. Đây. 25. Chú to lắm mọi người, 25 bạc.
chưa? Chưa, Đức Anh. Đâu, Đức Anh khi nó ăn vé. Nó ăn vé. Ừ, ăn. Ủa giờ mất luôn nước kho rồi. Điều gì ăn cuối đó mà. Ở phía dưới kia là bán quần bán áo mọi người. Anh qua remember đi market không? Market sale cái gì special? Anh qua xin được. Nó. Trứng vịt. Trứng vịt của vịt inside á. Chết đi. Remember không? Đâu. Before we see á. Nào đâu? Cái đồ, thì đây không có. In 500 meters, you will arrive at your destination. Đúng rồi, nêu tên á. Tên này đúng không? Đồi Sa Mờ Đao nè. Phà Hồ Sinh 600 mét. Đến đây. Ở bên ngoài có nhà hàng. Đi thẳng thôi, 600 mét đến rồi. Ôi, vô camera đẹp mô. Ôi đẹp không? Ôi, sợ cài đấy thôi. Ngủ. Tới rồi mọi người. À, hồi nãy thì cái khu này là vườn khu, cũng là khu vườn quốc gia, cho nên là phải mua vé. Đây, hai người có ba vé 90 baht. Không biết là cái nội dung là cái gì. 30 baht, 20 baht với lại 20 baht, 50, 80 ấy. 80 baht à? 80 baht. Lạnh không? Lạnh rồi, lạnh rồi. Bao nhiêu rồi? 24 or something á. Yeah, nó chuông rồi à. Ừ. 23. À, 23. 23. Chuông, 23. Lạnh rồi. Mọi người có thắc mắc là tại sao mà tụi mình luôn đến những cái chỗ mà cắm trại này trễ không? Tại vì là biết sao, ở trên đường á là tụi mình đi trên đường là tụi mình hay dừng lại lắm. Tụi mình dừng lại có nhiều điểm để dừng lắm mọi người. Dừng lại chơi, dừng lại ngó, dừng lại nghía, đủ thứ hết trơn á. Dừng nhiều lắm, xong rồi là đi hầu như là đi tới cái chỗ cắm trại lúc nào cũng khoảng coi chừng tối giờ này không à. Em muốn quay một chút xíu cho mọi người xem buổi tối như thế nào. Rồi sáng mai Vương sẽ quay cho mọi người xem chi tiết. Bây giờ đi xuống dưới để hưởng hết không khí trong lành trước đã. Mọi bé tựa thì em ngủ hồi tiêu hồng. Ở here. Can see rồi. Hello anh. Can see too. Hello. Hello mọi người. Bây giờ ăn xong rồi. Bây giờ hai đứa ngồi đang ngồi tận hưởng cái lạnh. Có áo lạnh nào mập không lạnh? Không lạnh. Không mập. Ừ. Đang ngồi tận hưởng cái lạnh. À. Và ngắm sao. Ở đường nha mọi người, cái khúc này là buổi tối, hình như là buổi tối là ở dưới là đóng cửa rồi, xe không có lên được nữa. Tụi mình chỉ thoải mái ngồi hưởng thụ thôi. Đây, đối diện có một nhóm đang dựng lều. Ôi. Enjoy đó nè. Ăn uống no say rồi. Đang ăn bạn mập đang ăn chén miệng. Đi quanh khó lo chong.
Lợp tròn. Ừ, có lại mập. Chán miệng trước khi vừa chán miệng vừa ngắm sao. Ừ, ngắm ta đi anh. Enjoy sơ ta đi.